Rồi em chuẩn bị làm lại cái nồi grande nha các bạn. Đây nè, chuẩn bị mở ra. Thì em vừa thay xong cái nồi của quay ếch 110 nha các bạn. Xe đó là chạy được 40.000 cây rồi đó. Nữ chạy nên tục nồi, mình thay mới hoàn toàn nha các bạn. Nó tiếp tục giờ mình xử lý cái phần nồi tay ga của Yamaha grande. Thì cái nồi này có anh bạn mình mà mình nói đi dọc đường có người làm rồi, để mình bắn ra coi làm cái gì. Mình thấy dây cu ro nó hơi trùng quá nè. Mình bắn mình coi coi bạn. Phong cách của mình thì nồi này mình cũng thay mới. Coi có sai gì không? Cái này là gắp đúng rồi nè. Lồng đèn nhỏ tới lồng đèn lớn đúng rồi. Tiếp tục cái lồng đèn này đúng rồi. Dây cu ro thì gắp ngược mặt tí xíu. 2BM. Cái 2BM này là đúng rồi nè, đúng dây. Đúng dây nha các bạn, 2BM là đúng dây. Khâu. Lồng đèn canh. Khâu. Bu ly. Lồng đèn trong. Đúng luôn. Ok nha các bạn. Bi nồi đồ thì chưa có thay nha. Xác nhận bi nồi mớp một viên chưa thay. Thì cái chén này chưa thay. Nay mình thay lại hết nha các bạn. LCD làm nồi rất là bền nha các bạn. Mình cảm nhận nha. LCD bền. Xe này anh này chơi bị yếu rồi, đúng rồi bạn. Các bạn phải biết cân chỉnh cái phần xe grande đề đầu. Các bạn phải biết cân chỉnh nữa. Thì đây nè, người ta lại dán bố nha các bạn. Dán bố chạy không được, yếu xe nên phải làm lại. Rồi. Đây là dán bố nè, bố dán. Bố dán yếu xe nên phải làm lại. Vô tình cái chuông vớt luôn. Rồi mình phải tốn tiền cái chuông nữa nha các bạn. Dán bố vớt chuông. Rồi. Các bạn thấy người ta vừa mới làm đó mà chạy cũng không vô nha các bạn. Mình phải làm lại đây. Mình sẽ xử lý lại cái phần nồi này. Thì đối với grande các bạn, các bạn không phải những cái grande đời đầu này, các bạn không phải rập khuôn theo nó. Tại grande thế hệ đời mới là bây giờ người ta sẽ sửa lỗi, fix lỗi hết rồi. Mình phải nắm bắt được người ta sẽ fix lỗi những cái gì. Mình không có độ chế, nhưng mà hãng fix lỗi sao mình sẽ fix lỗi. Thì hãng mình cho các bạn biết, hãng thì sẽ fix lỗi cái lò xo. Lò xo trụ dưới đây bạn. Grande đặc điểm á, mình phải xài bố nồi LCD. Còn các bạn xài bố nồi khác cỡ nào cũng giật hết nha các bạn. Nên thay mới chính hãng LCD, thay cụm bố và cái chuông. Hoặc là các bạn biết thì các bạn thay bố lẻ, không dán. Rồi phải biết fit lỗi, thí dụ như đang đi lò xo này nè. Thì các bạn phải đi lò xo cứng hơn. Thì cái số ký thì mình, các bạn thí dụ mua hàng bên mình thì mình hướng dẫn cho bạn fit cái lỗi mà số ký cho đúng với cái grande này nha cô chú anh chị. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị.